Xin chào cả nhà, mình là Na Trần và các bạn đang xem video nằm trong series hướng dẫn người mới trên kênh Chip S Blockchain Insight. Hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo ví Ni và sử dụng ví Ni cơ bản rồi. Hy vọng các bạn đã tạo thành công và cũng như sử dụng thành thạo cơ bản ví Ni. Đã có ví Ni rồi và đã join vào sinh thái Ni rồi, chắc chắn không thể bỏ qua sàn Dex Finance. Đây là sàn Dex đầu tiên được xây dựng trên hệ sinh thái Ni. Để biết sàn Dex là gì, bạn có thể xem lại video phân biệt sàn Sex và sàn Dex trên GFS Blockchain Insight nha. Chúng ta có thể làm gì với ví Ni và sàn Dex để có thể tận dụng tối đa cái lợi thế DeFi trên một hệ sinh thái? Bạn xem hết video này sẽ có câu trả lời cho mình nha. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào app.ref.finance. Sau đó bạn sẽ chọn kết nối ví này, connect to near, bạn chọn kết nối ví, allow. Sau khi kết nối ví Ni, bạn sẽ deposit Ni để có thể giao dịch trên sàn Ref. Nhớ để dành lại một ít Ni để làm phí nha. Không có deposit toàn bộ số lượng Ni trên ví của bạn. Ni sau khi deposit vào sàn Ref thì sẽ tự động chuyển sang WNi. Sau khi deposit Ni rồi, các bạn có thể swap, tức là mua bán những token trên hệ sinh thái Ni trên sàn Ref này. Có một số đồng thuộc hệ sinh thái Ni chưa có trên những sàn giao dịch khác, bạn có thể mua ở trên sàn Ref, ví dụ như là Skyward này, Ref này. Gần đây nhất là đồng Baras, nên mình sẽ chọn đồng Baras. Nếu như bạn quan tâm đến dự án Baras nhưng mà trong lúc đấu giá Skyward bạn cảm thấy giá quá cao, thì bây giờ bạn có thể mua trên sàn Ref như mình hướng dẫn. Một Ni bạn sẽ mua được khoảng gần 18 đồng Baras. Mình sẽ chọn swap. Rồi ok, tiếp theo đến phần quan trọng nhất trên sàn Ref mà gần đây nhiều bạn hay hỏi, đó là farm trên sàn Ref và rủi ro. Thì mình sẽ bấm vào mục farm trên sàn Ref. Đầu tiên bạn cần phải hiểu farm là gì. Farm là thuật ngữ nói về việc người dùng sẽ cung cấp thanh khoản và nhận lại phần thưởng. Ví dụ như là ở trên, mình bấm vào mục farm trên sàn Ref đây, sẽ có những cái pool này: pool Ref Near, Octopus Near, Skyward Near, DAI Near, USDT Near hay là ETH Near. Những cái pool này vẫn còn đang hoạt động này. Dưới đây những pool này thì đã end rồi, đã kết thúc rồi. Mình ví dụ đây là pool Ref and Near. Bạn sẽ cung cấp thanh khoản giữa đồng Ref và đồng Near để nhận lại đồng Ref như là một phần thưởng với mức lãi suất là 53,9% trên một năm. Có thể farm pool này bạn cần một lượng Ref và Near bằng nhau về giá trị. Ví dụ như 100 Near có giá trị là 900 USD tương đương với 133 đồng REF, thì bạn cần 100 đồng NI và 133 đồng REF thêm vào thanh khoản pool REF NI này, và phần thưởng bạn nhận lại là đồng REF với tỷ suất lợi nhuận là 54% trên tổng 1.800 USD mà bạn đã thêm vào cái pool thanh khoản này. Trước khi farm thì bạn sẽ vào phần pool này, chọn view pool, farm cái pool đồng REF và đồng NI này bạn bấm vào. Sau đó bạn sẽ chọn add liquidity ha. Ví dụ như bây giờ mình muốn thêm vào 2 đồng NIR tương đương với lại là 2,67 đồng REF. Mình sẽ thêm 2 đồng NIR và 2,67 đồng REF này vào pool này, add liquidity. Sau đó bạn quay trở lại phần farm và chọn stake ha. Vậy là bạn đã farm thành công trên sàn Ref Finance rồi. Farm có tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn như vậy thì có kèm rủi ro nào không? Câu trả lời là có ha. Đương nhiên cơ hội luôn luôn đi kèm với rủi ro, và cơ hội càng cao thì rủi ro nó cũng sẽ càng cao. Không biết mọi người đã nghe đến cụm từ impermanent loss bao giờ chưa? Impermanent loss hay còn gọi là tổn thất tạm thời là rủi ro có thể gặp phải khi mà bạn farming nha. Khi mà thị trường biến động mạnh, giá của một đồng coin tăng hay là giảm so với đồng coin còn lại sẽ làm suy giảm giá trị tiền điện tử mà bạn ký quỹ ban đầu khi mà cung cấp thanh khoản. Đó gọi là tổn thất tạm thời. Gọi là tổn thất tạm thời vì tổn thất này chỉ xảy ra khi tỷ giá giữa hai loại coin này nó thay đổi so với lúc bạn ký quỹ ban đầu thôi. Chúng sẽ trở về giá trị cũ nếu như tỷ giá của hai loại tài sản này khôi phục lại như lúc ban đầu. Bạn có thể tạm tính cái rủi ro tổn thất tạm thời trên trang này, dailydefi.org đây. Ví dụ như đồng NIR hiện tại đang có giá 9 đô và đồng REF hiện tại đang có giá là 8 đô đi. Trong tương lai, ví dụ như đồng NIR tăng lên đến 11 đô nhưng mà đồng REF vẫn giá 8 đô thôi. Vì cái biến động giá của thị trường crypto nên đồng NIR nó đã tăng giá so với đồng REF. Lúc này bạn sẽ chịu cái impermanent loss này là 0,5%. Bạn có thể tính toán cái phần rủi ro tổn thất tạm thời trên trang này. Khi mà bạn farm bất cứ cái pool nào, bất cứ cái đồng nào, bạn cần phải đặc biệt chú ý đến cái impermanent loss này nha, vì đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn đó. Vậy thì làm cách nào để có thể tránh được cái impermanent loss này? Thứ nhất là bạn có thể chờ cho tỷ lệ hai loại tiền điện tử này khôi phục như ban đầu, bởi vì đây chỉ là tổn thất tạm thời nên chúng sẽ biến mất nếu tỷ giá giữa hai loại coin này về lại như cũ. Tuy nhiên cách này không phải là tối ưu, bởi vì bạn biết đó, thị trường crypto thì biến động không ngừng mà, tỷ giá này có thể là vĩnh viễn không bao giờ trở lại như ban đầu. Lúc này thì tổn thất tạm thời sẽ trở thành tổn thất vĩnh viễn. Thứ hai là ngừng cung cấp thanh khoản khi thị trường sắp biến động mạnh. Bạn nên áp dụng cách này khi mà cái thị trường bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh hoặc là điều chỉnh mạnh. Vậy làm sao để biết được thị trường đang bước vào giai đoạn biến động mạnh? Thì các bạn hãy theo dõi trên website của GFS Blockchain này, có cái mục on-chain này. Bạn sẽ có thể vào theo dõi phân tích những cái chỉ số on-chain này và đưa ra nhận định cho mình. Hoặc là bạn có thể theo dõi các kênh thông tin của GFS như là Telegram hay
là YouTube, trong group Telegram hay là trong các talk show của anh Hưởng luôn luôn cập nhật tình hình thông tin thị trường để giúp cho các bạn giảm rủi ro khi mà thị trường biến động. Rồi cách thứ ba là chọn những buôn thanh khoản có lợi nhuận lớn hơn cái rủi ro tổn thất tạm thời này. Ví dụ ở đây là buôn này là có APR là lợi nhuận trên năm là 53,9%. Đó, mình qua tính cái phần rủi ro tổn thất tạm thời ở đây. Ví dụ như mình thấy rủi ro tổn thất tạm thời ở đây chỉ có 0,5% thôi. Cái rủi ro này vẫn nằm trong cái mức mà bạn có thể chấp nhận đánh đổi để mà farm cái buôn này. Bạn vẫn có thể tiếp tục cung cấp thanh khoản để tiếp tục farm. Cuối cùng là chọn những buôn thanh khoản có biến động thấp. Do tổn thất tạm thời diễn ra vì biến động giá cho nên những cặp stablecoin sẽ có tổn thất tạm thời rất nhỏ. Đương nhiên là những cặp stablecoin, cái việc tổn thất tạm thời này nó hầu như không có, cho nên cái lợi nhuận cũng thường thường rất là thấp. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách giao dịch và farming trên sàn REF rồi. Các bạn nhìn trên trang REF Finance này có một mục rất là đặc biệt nữa, đó là mục airdrop. Các bạn nhớ là REF Finance vẫn còn 2% nữa dành cho airdrop, những người dùng nào họ sử dụng các tính năng của sàn REF Finance này nha. Không biết đợt một có ai trúng airdrop của sàn REF không? Nghe nói là cái airdrop này khá là khủng luôn, hình như là 1.000 USD thì phải. Bởi vì mình không trúng airdrop này cho nên mình cũng không có nhớ rõ lắm cái giá trị airdrop này. Đợt 1 để trúng được cái airdrop này bạn cần swap 7 lần hoặc là ép thanh khoản 3 lần. Thì lúc đó mình swap có 6 lần bị thiếu mất 1 lần cho nên không có được airdrop. Đợt này các bạn cố gắng tranh thủ swap nhiều này hoặc là ép thanh khoản này và farm nhiều trên sàn REF. Biết đâu có thể nhận được airdrop từ sàn REF. Sàn REF thuộc hệ sinh thái NEAR cho nên phí giao dịch rất là rẻ luôn. Cái phí giao dịch chừng khoảng không phải mấy USD à. Cho nên cái airdrop này mà đến cả ngàn đô thì rất rất là đáng để chúng ta thực hiện các giao dịch swap hay là farm hay là ép thanh khoản cho sàn. Và các bạn đặc biệt chú ý nha, khi mà farming thì nhớ tính toán cái rủi ro tổn thất tạm thời này cẩn thận. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn đó. Nhiều bạn chia sẻ là vì không hiểu rõ về cơ chế farming cũng như là cái rủi ro tổn thất tạm thời này cho nên đã bị lỗ rất là nhiều. Các bạn đặc biệt chú ý, farming có lợi nhất khi thị trường sideways, còn khi thị trường biến động mạnh thì chúng ta nên tháo thanh khoản để bảo vệ tài sản của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hy vọng video này hữu ích cho các bạn. Nếu như mà bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào thì hãy để lại comment ngay dưới video này hoặc là join vào các group của GFS hoặc là join vào các kênh thông tin của GFS để chúng ta có thể trao đổi thêm. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau trên kênh GFS Blockchain Insight.